Chúc Linh nói xin chào ông bà cô chú buổi sáng đi. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà. Chúc Linh đi học đúng không? Và có funny face nữa. Ừ. Rồi hôm nay cái video clip này cũng khá sớm quý vị. Thì thường thường mình quay clip toàn là buổi chiều buổi tối không mà. Thì bữa nay đặc biệt là sáng sớm mẹ đi làm rồi. Tiết đang lo đồ ăn cho hai đứa nhỏ. Ông Khai nên Vienna chuẩn bị ra khỏi cửa thì mình sẽ chở Vienna đi học. Nên Hoành trở về chở Trúc Linh đi học. Nên Hoành trở về lo cho mẹ tắm rửa xong rồi bắt đầu chở mẹ đi làm. Đó, đặc biệt là bữa nay mình làm vì cái cục chả quá ngon này mình sẽ làm nấu sôi mặn. Mình đem vô tiệm cho mấy chị thưởng thức với lại má nữa. Vậy đó. Xôi mặn với chả. Xôi thì mẹ làm tối hả? Nấu tối. Mẹ làm lẹ không? Ừ, lẹ. Con ăn lẹ đi. Ba phải chở chị đi làm. Mình đi học lộn. Ba. Nên con mèo nữa nè. Con mèo sáng sớm là mình đi đâu nó đi đó nè. Tức là nó cũng quen ăn sáng. Vậy đó. Trúc Linh có một cái vấn đề đi học trong trường á, Trúc Linh mỗi lần đi về đó thường nói với lại má mi đã đi á là con nói nhiều quá không có thời gian con ăn. Đó, con ăn chưa hết là đã hết giờ ăn rồi tại vì con nói nhiều quá. Trúc Linh biết cái đó luôn nhưng mà vẫn nói. Đó, nãy giờ ngồi nói không phải ăn. Nói đâu. Ăn không? Ta ăn cho cô chú con đi. Ăn rồi cho cô chú con đi. Trời ơi, nồi canh chua nó chua lè luôn. Rồi mình chở Vienna đi học về là trên bàn mình đã đầy đủ đồ ăn sẵn sàng cho basically cho everybody. Ừ, con ăn uống xong chưa? Để mình phân phát. Dĩa này là của Mr. Bưởi. Yes. Của Mr. Bưởi là không có hành phi, không có bơ. Bơ được mà vậy, không có hành phi thôi, nhưng mà bơ được. Bơ được không? Được. Ok. Còn cái này là của mẹ. Ừ. Không bơ, không hành phi luôn. Ừ. Đó. Còn cái này là của tiệm Full Topping. Cái gì cũng nhiều chứ. Ừ. Wow. Còn cái này là của má. À. Ừ, cái này của má. Yes. Múc cho má thì không có nhiều, ít thôi. Đó. Có nguyên hộp gì nè, đầy đủ hết luôn cho má. Rồi xong. Này, còn Trúc Linh đâu? Của Trúc Linh đâu? Ăn tô cơm canh chua hết rồi. Tả vậy đó. Ờ, mấy bữa nay nó ăn hết luôn cơm canh chua, nó ăn hết luôn. Mình sợ chua quá em ăn không nổi mà hai em ăn sạch cái nồi canh luôn, húp hết nước còn rau không. Để nói bà ngoại nấu nữa nha, nấu với cái lá đó ngon quá mà. Đố Trúc Linh này của ai? Của bà. Này của bà ngoại. Bà ngoại. Cô ngoại. Bà ngoại. Tiệm. Yes. Giỏi quá. Again. Ok rồi bây giờ Trúc Linh. Rồi con uống hết ly sữa cho mẹ rồi con đi học. Yes. Nè, Trúc Linh ơi, Trúc Linh đi học, Trúc Linh phải nói sao với mẹ? Hả? Con Hoạch, con chào mẹ. Đúng rồi. Chào mẹ. Ừ. Con chào mẹ sao? Hôm nay con đi học. Nay Trúc Linh về sớm đó, nghe không con? Giỏi lắm luôn. Vậy đem cho nó cái để làm nước. Rồi bây giờ mỗi buổi sáng mình dậy thì đại khái mình cũng bỏ một cái gì đó vô trong cái gọi cái lunch box cho Trúc Linh. Cái này là ăn snack ở trong trường chứ không phải ăn lunch nha quý vị. Cái này là ăn snack. Thì trung bình mình bỏ hai cái gì đó xíu lại một miếng trái cây như là nho hoặc là chuối hoặc là trái quýt ví dụ vậy đó, bỏ vô đây cho Trúc Linh. Và một bình nước. Bình nước Trúc Linh đâu? Bình nước Trúc Linh đang hả? Em chiếu quýt đi nha. Bình nước của Trúc Linh đang ở đâu rồi? Đây. Đây bình nước nữa, đây nước lạnh thôi. Ok, đó là cái phần snack của Trúc Linh. Đương nhiên nó không ăn hết này quý vị, nó sẽ chọn một trong ba cái này nó ăn thôi à. Rồi và đây là cái phần ăn lưng trưa của Trúc Linh ở trong trường. Thì ví dụ như bữa nay mấy tây, 21 tây hay gì đi. Tức là bữa nay 21 tây. Dạ. Yeah. Dạ hả con? Bà ngoại mua đó. Okay.
Rồi, sau so. Bữa nay 21 Tây thì có thể là nó không có lunch. I don't know. Early release, early fun release, lunch. Nó có lunch mà, fun lunch. So basically cái lunch này bữa nay không có không có menu. Fun lunch, mình không biết trong đó fun lunch cái gì trong đó. Thì đó đại khái là đây là cái ăn trưa mỗi ngày của coi như là City of Sargas. Đấy. Và ngày hôm nay thì là ngày 21 Tây thì là cái lịch trình học của Trúc Linh là Bi, mình xuống đây mình biết Bi là gì. Bi là có music, bữa nay có học nhạc và ra trường sớm 11:40. Còn mấy ngày khác là học nguyên ngày từ 8 giờ sáng cho tới 2:30 đó, mấy ngày khác. Thì mình coi theo cái này, B tức là music, C tức là gym, còn A tức là art, vậy thôi. Còn cái dấu tròn này nè, đó, dấu tròn tức là early release day đó. Ok. Vậy thôi. Cái dấu tròn này là early release day là 1:30. 1:30, còn cái này là 11:40. Ok, xong. Rồi đưa chút rồi bây giờ mình đã đưa Vienna đi học xong rồi, tiếp tục là Trúc Linh ăn xong rồi đầu đi nữa. Xong thế Trúc Linh okay. Xong là ta thiền mát của Trúc Linh. Đúng rồi. Mình chỉ được rảnh sau 12 giờ thôi quý vị. Rồi. Yes. Rồi. Thưa mẹ đi học. Ừ. À. Con chào mẹ, con đi học. Con mau lên. Mẹ, sao đâu, chào mẹ coi. Chào mẹ coi. Giỏi quá. Mẹ Trúc Linh đi học giỏi không có được nói nhiều nữa chứ không? Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Không được nói nhiều trong lúc ăn. Đúng rồi, trong lúc ăn không được nói nhiều. Con in dân khóa chỉ hết được thọt. Đúng rồi, người ta nói nhiều là cái chuyện. No, in rái không được thoát, được phải raise the hand đúng không? Để đúng rồi, cái này nè, con nói cô chú mẹ trong lớp con có giơ tay lên không? Có giơ tay lên hỏi chuyện cô giáo không? Có không? Có luôn đó hả, giỏi vậy hả? Con có nhạc, con có sợ không? Con có mắc cỡ không? Không luôn, đứng lên, mày mang giới vô coi. Rồi, lẽ đi trễ giờ. Mang giới rồi mà tại sao mở ra rồi? Nhìn tốn công mang giới vậy? Because it's so itchy. Ngộ lắm, cát, cỏ không có chịu được. Nhưng mà vô hát tôi mang giới đi học, ok honey? Ok, chân ra. Mang giới cái là itchy, vô xe là nó cỏi dài dục liền tại chỗ. Ừ. Cái da của nó nhạy cảm lắm luôn, không hiểu được. Dịnh mẹ. Giống màu bánh mì quá vậy. Trời ơi nó ngon dữ lắm luôn. Quá trời là. Anh nghĩ em thành quả của mình. Anh nghĩ em hơi cố chút xíu rồi đó, coi như là cái mâm có chút xíu mà chơi nguyên cục. Ừ, em hơi ém nó. Đâm ra cái chả nó rất là chắc. Nè. Bốc khói luôn hả? Bốc khói luôn. Wow. Bữa nay mình làm chả gà. Đó. Chắc có hơi bị sai không trời. Đúng rồi đó. Hơi sai sai nha. Hơi sai sai đủ thiết á. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi thành quả của mình như thế nào nha các bạn. Đây là chả gà nha. Trời ơi ngon dễ sợ luôn á. That's good. Cái độ dai. Ăn y như chả luôn. Ăn thử coi. Trời ơi, chả gà mà ăn không như chả nữa là tao thua nha. Trộn nó thơm phức à, ngon lắm. Thấy nó ngon ghê không? Ngon. Đợt sau mình sẽ làm chả bò. Okay. Bấm nút gì bệnh cả. Ủa ngon thiệt vậy. Ngon không? Ngon. Tại các bạn biết sao không? Trúc Linh với Bia này rất có thích ăn chả. Ừ. Mà mấy lần mình mua ngoài á, mấy em ăn mấy em không có chịu. Nên không. Lần này cái quyết định chứ phải tự làm. Đó, có một cái này là mình không hiểu nha. Đã mấy lần rồi mình đều thử và đã mấy lần y chang luôn. Là Trúc Linh nó ăn cái chả nhiều quá nó sẽ bị chảy. Đó, ở ngoài tiệm á. Ở ngoài tiệm á. So, mình không biết cái chả Tuyết làm như thế nào nè. Bây giờ một hồi nữa anh nó về á, anh làm đồ ăn á, xong anh cắt miếng này nè, anh bỏ vô. Ừ. Thấy không? Bọn bia nè, nó đem dặn. Tại bia nè mà hô chả mua ngoài mà em không dễ ăn hết. Đúng rồi, cái này là nó ngon hơn ở ngoài bởi vì nó không có bột. Không có bột, nó dai, anh thấy nó dai không? Dạ,
ở ngoài ăn vô mình cảm giác bột không à? Em có bỏ bột mà, nhưng mà ít à. Dạ. Bắt buộc phải có bột để cho nó có độ dính. À. Nếu không nhưng mà hả, nó lại ngon. Trời ơi ngon quá, mình sẽ cắt đem ra tiệm mình khoe với mấy chị trong tiệm. Y như ổ bánh mì thiệt cái chứ vậy. Trời ơi, cái này mua bánh mì vậy làm bánh mì chả ăn. Trời ơi, thành quả của mình. Cái công thức, đừng hỏi cái công thức nữa, tại vì dạo này bận lắm, không có quay thế nào quay được cái video mà nấu ăn được. Tiếp nêm theo hướng dẫn của mấy chị trên mạng, nhưng mà Tiếp lại pha thêm cái cách của Tiếp trên đó nữa. Đó, để cho nó vừa miệng của mình á, là Tiếp phải nêm thịt sống luôn. Đó là giống như mình nêm trong lúc mình trộn luôn á thì nó mới vừa ăn. Rồi bắt đầu mình mới bỏ vô mình nướng. Rồi nó ngon. Một ổ chả này anh nghĩ đi, mua em tổng cộng Tiếp làm là chắc cũng cỡ 1,5 kg thịt gà. Có 1,5 kg thịt gà với lại bột rồi gia vị nước mắm đó thôi đó, làm một ổ chả bá lửa luôn á. Tức là tiền công làm cái đó nhiêu? Tiền ba dĩa thịt gà không biết nữa. Thịt gà xay sẵn á không biết luôn. Không có mắc đâu. Hello. Trời ơi nó ngon, động trời luôn á. Ngon dữ lắm, ngon luôn. Ừ ha, đem cắt cho má một miếng. Cắt cho má một cục. Trời ơi, nãy giờ mình chưa chụp miếng hộp chụp hình luôn. Thiệt tình. Rồi trong khi em chụp hình em khoe cái chả của em thì mình khoe cái trái này của mình quý vị. Đây, nó nhỏ với lớn đây thôi à. Mình thấy mấy cô trên hội người Việt ở Boston mình trồng một trái nặng cả ký lô. Còn đây mình trái bao nhiêu đây thôi à, mà nó đã nứt rồi nè. Đây, mình lật đật hái vô trước khi con sóc con nhạn nó dứt cái kêu của mình. Trong một cái cây chỉ có một trái duy nhất là trái dưa hoàng kim. Con xin định khoe với bà vợ, tưởng gì bị nó dớt hết coi như là 95% của cái trái đó. Còn một chút xíu mình định để quay cái video còn một chút để cho quý vị coi á, là mình nói không có nói đại mà mình có đàng hoàng. Tưởng gì nãy xách camera đi ra ngoài định quay mất tôi yêu mẹ nó cái phần 5% còn lại của cái trái đó luôn, coi như là mất gốc luôn. Thì mình nóng má tại vì cay nó ăn không được, nó được cài, có vài trái cũng bị cắn đó. Wow. Có vài trái nó cắn má anh hỏi á, má anh hỏi á là tại sao ớt rớt ở dưới cành vậy mà không, anh nói tại vì cái đó bị con nào nó cắn á, xong rồi mình bẻ giục luôn vậy nha. Xong anh thấy nó bẻ cành nó lôi vô trong cái hang đàng hoàng luôn á. Nó bẻ luôn cành ớt luôn. Nó giật á, tức là con đó không phải là con sóc mà là con nhạn. Cái con nhạn nó mới sống ở trong cái hang và nó rất là tai hại. Nhìn nó đẹp đẽ, nó dễ thương thiệt nhưng mà nó tai hại lắm. Mình không có ngờ là cái cách làm chả nó lại dễ như vậy luôn á. Giờ mình làm chả gà được thì mình sẽ làm chả bò. Xong mình làm chả cá luôn. Đó, cái công thức nó cũng y chang vậy thôi. Tại hôm bữa Tiếp mới làm chả gì? Chả tướng. Đó. Xong rồi Tiếp lấy cái công thức đó luôn. Bắt đầu mình mới làm qua tới chả gà. Nhưng mà mình sẽ làm cả chả bò kế tiếp. Ủa nó ngon quá đi. Cua. Trộn cái này nè, xong anh ấy cơm trắng á anh. Rồi đi nấu nồi cơm. Xong anh xịt muối tiêu hay nước tương vô quá. Trộn ăn nó ngon cho thấy. Good. Bây giờ không có cơm đây nè. Rồi hôm nay mình gấp rút mình khui cái hộp này ở ngoài sân vào trời cũng có chuyển mưa quý vị. Thì cái hộp này là cái iPhone 14 mình mua không phải cho bản thân mình mà mình mua cho bà xã, bởi vì cái phone của Tiết thì cũng đã bị bể mấy cái ống kính quay phim á, mấy cái ống kính quay phim xung quanh đã bị bể nè, và cái màn hình cũng có chút xíu bị bể. Chị ta dùng điện thoại à, coi như là bể dữ lắm quý vị. Chị coi như lăn xăng vừa là tiệm thợ rồi nó tốn lại lăn xăng tùm lum hết, để điện thoại ưa bị coi như là rớt bể. Thì bây giờ cái điện thoại của Tiết đang xài cũng đã được 2 năm rồi. Thì bây giờ mình mua cái này với mục đích là mua cho Tiết thôi, nhưng mà
Sự thật luôn á, mình không nói láo là Tuyết không biết mình mua cái này, tại vì cái này mình mua trên cái Apple ID của mình, giống như là mình là cái người thay đổi cái phone của mình. Nhưng mà đó là mình mua cái này unlock, mua trên Apple Store luôn, unlock. Nên Tuyết hoàn toàn không biết gì hết, mà mình biết rằng chị ta đang trên đường đi làm về và có đang ghé vô chợ cái chợ người Hoa để mà mua mấy cái đồ về nấu đó. Nên mình gấp rút mình khui cái này ra lẹ, vì UPS cũng mới drop off thức thì, đúng không? Thì mình khui ra lẹ, ngoài trời đang mưa nữa. Trời. Đấy. Đây là một cái iPhone, mình nghe nói là nó giống tất cả y chang với lại cái 13 luôn quý vị. Cho nên nếu mà người nào mà cầm cái iPhone này 13 đó đi ra ngoài đó, hầu như ít có ai biết được, ngoại trừ nếu mà mình phải để ý cái phần ở trên đây nè. Đó, mình mới biết được cái này là 14 và cái lens này nó cũng bự hơn chút xíu nữa. Thì mình mới biết nó 14 thôi, chứ nếu không á mình sẽ không có thấy khác biệt giữa 14 với 13 đâu. Thì cái của Tuyết là cái 12, cái của Đạt cũng là cái 12 luôn. Hai đứa cũng đã cách nhau 2 năm rồi. Mà mình không có ý định thay đổi cái gì bữa nay hết. Không, bản thân của mình không có thay đổi. Cái này mua cho bà xã thôi. Bây giờ unbox xong rồi, trong đây không có gì hết ngoại trừ chạy dây, đúng không? Mình vô đó mình sẽ chạc pin và trying to coi như là log in cái Apple ID của mình, update firmware, update whatever, bỏ cái screen protection vô một chút nữa dài, coi như là mình sẽ coi như là giống như gọi là lấy cái của phone của Tuyết ra, mình slide cái này vô thử coi chị ta cầm vậy ta có biết khác biệt gì không. Đại khái là như vậy. Nhưng mà mình phải kiếm cách mình lấy cái Apple ID của chị ta để mà log vô mới được. Ok, thôi. Suy nghĩ vậy đó, nhưng mà không biết chị ta có phát giác ra một cách sớm không đây nè. Rồi quý vị, mình gần đây mình có gửi hạt giống cho một số người, và trong số người mình gửi hạt giống thì có người gửi tặng ngược lại cho mình hạt giống của mấy người đó. Thì đây là cái bao thơ mà Đạt biết là người đó sẽ gửi về cho Đạt cái hạt giống sau khi Đạt cho người ta. Cho nên mình đã làm cái return label giống nhau và mình gửi luôn cả cái bì thơ cho người đó. Còn cái người này gửi cho mình ngạc nhiên, mình không biết là trong đây người này gửi mình cái gì luôn, chưa có mở ra. Ok. Đấy. Tạm thời mình sẽ mở ra sau, nhưng mà cái vấn đề mình muốn cho em ấy happy birthday sớm trước. Ok. Tôi thấy cái bàn nãy giờ rồi. Yes. Mà nhưng mà không, anh có tên là em thấy từ nãy giờ. Mà anh chưa có cầm luôn. Bây giờ mới chính thức nhìn nè. Yes. Anh định set up everything cho vợ, nhưng mà một khi anh set up thì cái phone cũ của vợ sẽ không xài được nên anh chưa set up. Mình đang so sánh giữa cái này với cái đó, hai cái size nha là bằng nhau. Thì cái phone cái đang xài á là cái phone hờ mình chắc cũng 1 năm 2 năm ta. 2 năm gì đâu đó. 2 năm là một chị tặng cho Tiết. Tặng cho Tiết nha, mà bây giờ mình thật sự là mình không nó tóm có lại. Ý định là mình có quay video cái clip đó đó. Cái này là được tặng. Mà rớt quá, bây giờ nó nét bét cái camera luôn rồi. Chụp hình giờ nó mờ dữ lắm. Nên Mr. Bưởi thấy tội nghiệp quá nên ra mua cho cái phone khác. Sẵn sinh nhật nó đừng có đổ thừa. Đừng có đổ thừa là sinh nhật là không có tặng cái gì đồ lum lum la nha Bưởi. Okay. Cái đó là sinh nhật nè, Noel nè. Alright. Rồi Tết nữa nè, đó. Đầy đủ hết trong đó rồi. Cái gì? Có cái phone thôi mà gồm 3 thứ. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi, người ta đâu mỗi một cái lễ có 500 bạc. Hả? Cái này nhiêu? 1.800. Này nhiêu anh? Cái gì 1.800 gì nói dữ gì vậy? Nhiêu, cái này nhiêu? 1.600. 1.600 ha. Ừ, là 5.315 thì cũng đúng rồi. 1.600. Cái camera của nó bự hơn cái của mình. Cái của mình hình như 10 hay 11 ta. Cái của mình hả? Cái của em là 11 phải không? 12. Của em 12 hả? Không nhớ luôn. Ờ, tháng 12, 13 mình không có mua, mình mua 14. Của mình 12. Thì cái này là 14. À đúng hả, camera nó bự nhìn nó rõ luôn đó. Hai cái để son xong lại mình mới thấy được khác nhau nha. Bự hơn.
Nhưng mà cái tất cả của nó bằng nhau nha. Nên mở cái khế ra rồi mình mới thấy cái điện thoại của chị ta bảy pantalon nào quý vị. Cái camera làm YouTuber vlog gì đâu mà camera bảy pantalon. Cái điện thoại à. Đó. Bảy cái phần dưới này đâu có replace được. Như điện thoại xài được thôi nhưng mà đâu có cách nào replace được cái đó. Thì mình cần update nhưng mà mình phải transfer data tùm lum tùm la hết. Nào, cái screen tối ngày nó coi cái chỗ này giống như là một cái highway của nó vậy đó. Đi nó chạy giáp vòng trong đây hết. Cái gì? Thôi vậy đó ha. Gì? Chú Linh dẹp rồi đó hả? Dạ. Giỏi vậy đó ha. Chú Linh dẹp. Ngon lành vậy đó. Chú Linh đem stop right here. And I let my hand go. I went to sleep and this call over there. Vậy đó hả con? So crazy. That's good. That's good. Okay. This is what mommy did. Okay. What? Chỉ khoe cái gì đây? Có gì đâu đó mà khoe. Đầu đựng. Crazy! Look. Cái đầu đựng. Look. Để vào. Cái gì nữa? And for my friend. Cái đó cho friend với con nữa đó hả? Vậy đó. Anh nó có một cái đèn á, bỏ vô cái lò đó đó, trên Amazon nó bán nó đẹp lắm, nó lửa giả đó, mình gắn vô trong đó cái nó bật lên đẹp. Nhìn nó sáng cái lò sưởi lên, thấy không? Cho mình bỏ quay cho nó đẹp. Cho đẹp, đẹp. Trên Amazon em thấy, okay. Nhìn nó rất nhiều. Cho nó hít hết. Rồi đây cái nồi canh chua đây của mình đây quý vị ơi. Mình nêm hồi nãy giờ là 3 lần rồi đó mà nó chua dữ lắm luôn. Để anh bác ấp ra, nếu không coi như là vợ la bớt em sòng. Còn nói mẹ nó chua dữ lắm. Chua với nó hả? Nó không thấy chua mà. Cái lá này nó ra nè. Vậy đó. Nó ra cái chất chua chứ hồi nãy giờ mẹ bỏ đường rất là nhiều. Vậy đó hả? Mà bây giờ cái hả? Mẹ nêm đường hết sạch rồi. Ủa vậy hả? Tại vì mình sợ để bây giờ đêm tới sáng mai là nó còn chua nữa. Thôi, cho anh miếng đi, cho anh miếng thử coi. Thử không? Thôi. Tại vì cho chút lên với bia nè. Ăn nữa mà chua quá, hai em ăn đâu có được. Ngon mà vợ, nói sao vợ? Trời ơi, ông ăn chua như quỷ rồi mà. Ông kêu ông đem canh chua là thấy thua rồi. Không mà. Mày chừng nói. Không, ngon rồi. Chua nha. Không, chua ngon lắm. Rồi. Không, không. No, chua. Ngon rồi. À, vợ ăn đường nhiều quá nãy giờ rồi em. Dạ ăn đường nhiều lắm rồi đó. Dạ. Không, nước lạnh ăn đường vô nên em thấy ngọt chứ. Đúng rồi. Đâu thấy chua. Con uống nước lạnh nè. Không, con thấy bình thường mà. Chỉ là cái gia vị nó khác là bởi vì mình không có nêm bằng me mà mình nêm bằng cái lá đó. Cho nên gia vị nó khác. Chua. Không. Không, no, đừng bỏ đường nữa. Em sáng đi tôi bỏ đường vô. No, dạ. Chơi coi như là cái bỏ đường vô cái, xong rồi cái đầu cái nó ngọt quá cái bỏ me vô hả? Bởi vậy. Cái này là canh chua mẹ đem cái mùi vị ha, nó khác của em, nó thanh, nó chua mà nó thanh. Tại mẹ bỏ ít đường. Thôi để vậy đi. Để vậy đi. Chừng nào ăn không nổi ai cũng la lối thì mình mới tính tiếp. Ok. Bây giờ cho chúng mình thử đi. Có nồi à. Ồ nhưng mà em cho chút lên nó nếm. Đem lên đây. Và làm sao ngày mai không ăn cái đó. Không nói gì hết á. Nít mà kia như là mình nói sao là nó nghe vậy là. Nhưng coi chừng nóng. Đức Linh ơi. Okay. Can you do me a favor? Can you taste this one? And tell me. No, không. I'm not kidding. Mẹ không có giỡn. Cái này mẹ hỏi thiệt đàng hoàng. What is that? Không, mẹ muốn con taste cái này ngon lắm. Mẹ muốn con taste cơ, con nói cái này nó ràng sao nghe không? Không có mẹ thương mà Trúc Linh mà. Ok, nếm vô chút xíu. So sour.
Nào, canh chua phải ngon chua không? Chứ. Ngon không? Chua quá đúng không? Ừ. Little bit chua rồi, a little bit or a lot chua. Ba thấy em có chua. Hay chưa? Hay. Ba thấy em có chua, canh chua ba ăn mà. Canh chua của ba ăn mà, đâu có chua đâu. Nó nói a lot of chua mẹ. Chua. Không có dư cơm này luôn. Rồi. Thôi được rồi.